bè nó xúc ra mà bè rồi nó đu lại mấy cái bè nó ăn á, cũng ngon, nó có mỡ. Con cá mà hay luôn, biết được lịch sử. Từ bà đó, bà chuyên gia bà bán một là cá sông, hai là cá đó đó, chứ bà không có đi lấy cá hay Cá không sông nhưng mà nó ăn gần bè nè. chứ không phải mà xúc trong bè. Chị Vậy đó, nó đu theo bè nó ăn á, mấy con cá đó đó. thì cá sông đó rồi nó lại bè có đồ ăn đó, nó lại nó ăn. Còn con cá sông nhặt luôn, không có đu bè là khác nữa, là nó bán 50.000 ký. Ở dưới chị Năm mà dưới lâu lâu cái nó gặp con cá sông người ta bán bên chợ đó. Lu su bu 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 đó, bình thường ba con chó thả ra như vậy nhưng mà lúc mà không có ai canh chừng thì phải con chó này nó không đi bậy, còn con chó vàng này nó đi bậy cho nên phải xích lại đó thôi, người ta bắt nó. Nhà ba trộn chú Học hay chú Học không? Chuối hột, gỏi chuối hột, thịt heo kho rượu, canh chua cá cha. Chuối hột cho bỏ trộn gỏi ăn ngon, ăn ngon thuốc. Mít, mít của chị hàng xóm mới cho, ngon chứ không? Quá trời ngon, không về xét liền luôn. Ô mà đâu nè, đâu nè, nó thấy bưng mít nó rồi. Hết cái kỹ mình thấy 40.000 ký. Ngọt quá. Ngon à? Dạ rồi. Mật không à? Ngọt quá trời. Có mệt. Ấy là nè, nấu chuối rồi gần chín thì mình bỏ vô cũng ngon lắm. Có vị không? Mới vừa ăn cơm xong, giờ đang đi xuống chị Hai. Tính đâu ăn cơm ít. Xuống đá thêm tô bún riêu nữa. Mới ăn bữa hổm ngán rồi. Thôi xuống. Nàng nghe đơn giản à. Thôi chị quá à. Mày nấu không có trả à. Xuống xử rồi đó. Thương với cua. Nãy á, nãy chứ. Đi sao? Nó lụm cái chai. Cái chai hút của chà, nó ra bán cho bà Hai. Để uống á, cái họ thấy thêm chai họ hỏi. Lụm đâu vậy? Cái bán cho bà Hai. Sợ quá luôn. Mít này sơ ăn nó cũng ngọt. Quá trời ngon. Gì đâu mà mặt quá trời mặt luôn. Tôm mặt. Nè ăn cái sơ rồi no rồi. Không quên. Không. Ăn cái sơ no. Nè nè. Này nấu cái nồi bự nhưng mà xớt ra cái nhỏ hâm lại. Nhỏ cho nó bao. Đây 42 em lấy cho. Cho ba. Ba.
em đau bụng hơn bất ngờ. Đứng xếp hàng chờ tới lượt. Đồ tao đâu? Dạ. Anh thấy sớt gì rồi? Anh sớt gì bưng ra nguyên tô nó mang đi. Đang canh ớt rồi mà. Thôi khỏi, dạ. khỏi. Ngủ thức dậy có tô bún ăn ha, sướng ha. Độ cao. Chế độ cao ha. Bạn áo của ai chung? Ừ, con. Tên tên ai à? Út, tên tên ta. Chào mọi người. À, buổi trưa này thì chuẩn bị nấu chân chuối đi ăn. Cũng lâu rồi không ăn món này. Món này thì nó hơi ngán, nhưng mà thèm ăn phải chừng chút xíu là nó ngán. Không ăn thì nó thèm, mà ăn thì nó ngán. Chuối chân thì gồm có chuối cái này, chuối sim nè. Sim đen nó ngon hơn, rồi sim kia, chim kia trái bự hơn. Sim trắng. Có một trái rưỡi dừa. Khoai cao. Khoai cao, khoai lang. À, cái này là cái gì quên rồi? Sake. Cái này là cái trái sake, nửa trái. Cái này gọt vỏ rồi. Mấy khi nước chiều là dắt nó tốt nhất. Em dắt thành nước cốt nhất với lại nước cốt nhì, nước cốt giảo. Dắt nước cốt giảo thì để dành nấu, còn nước cốt nhất thì để gần chín thì mình bỏ vô. Cái này bây giờ mình dắt nước giảo ha. Cái nước nhất mình dắt lần đầu á thì mình để đây. Miền Tây nấu món gì, bánh gì cũng phải có nước cốt dừa hết, nó mới béo. Đặc trưng của miền Tây sông nước là nước cốt dừa. Em có mua bí gợ không? Có họ bỏ mất rồi, không bỏ mất gợ. Chị Huy nó về. Mưa. Cái cá ăn xác dừa. Này bột khoai với bột bán mình ngâm cho nó mềm ra. Ngâm khoảng chừng tiếng 2 tiếng gì đó. Ngâm nhiều thì nó mau mềm. Anh đi kiếm một quẹt nha em ơi. Một quẹt hả? Chuẩn bị mình nhúm lửa để mình nấu chuối. Hầm chuối vô mà. Hầm chuối. Hôm nay mình nạo tới mới vừa nạo một trái rưỡi dừa. Mỗi lần để các bạn nói mình không có làm gì. Thường là mình làm mấy cái lúc mà mình tắt máy rồi mình mới làm không à.
Còn lúc mình quay thì mình phải quay người khác làm, cho nên các bạn thông cảm nha. Ngoài trời đang chuyển mưa. Lúc này ngày nào mà nấu tới chừng nấu ăn là mưa. Nấu cái món ăn ngay trời mưa ngon không à. Rồi, hên, hay bằng hên. Chứ mấy món này ngay trời nóng được ăn gì nói. Sáng nắng quá trời nắng luôn, giờ mưa. Khoai mình cắt ra miếng vừa ăn ha. Khoai rồi củ sake, trái sake. Khoai này là khoai okay. Khoai này là khoai cao, khoai này nó ngứa lắm. Khoai này nó còn sống á. Nó quá là nó ngứa tới chiều luôn. Mà khi mà bị cái khoai này nó ngứa rồi á, mình đốt cái lửa, mình hơi nhẹ nhẹ lên, từ từ nó sẽ bớt ngứa, chứ nếu không là mình để là nó ngứa hoài luôn. Với một cái nữa, vừa sắt xong anh biết làm gì không? Sắt xong, vừa sắt vậy nè, cái tay mình vậy nè, quậy miếng nước đường trong nước lạnh á, anh thọt vô anh rửa, không có ngứa. Tại không em làm biến, em không có. Vậy là thêm một cách nữa là khi mình ngứa bằng cái khoai cao này, mình phải quậy miếng nước đường, mình rửa tay, mình ngâm vô. Hoặc khi mà mới vừa gọt xong á. Còn nếu mà để lâu thì nếu nó bị ngứa thì mình hơi trên lửa. Cái này mình bỏ hả? Bỏ. Bỏ sâu sâu vô, tại vì ở đây á, giống như cái sâm mít vậy đó, ăn nó ngon. Đúng nè. Vậy là mình cắt cái này mình bỏ vô cái cùi với vô trong chút. Nhiều người ta hạ tiện người ta bỏ nhiêu đây nè. Vậy nè. Đó. Cái đó hồi nó mềm lắm đúng không? Mềm đâu ngon đâu. Này nè cái này nó cắt lát bỏ cái sâu. Ăn ít chút cũng ngon. Cái này ăn cũng được. Cái này ăn cũng được nhưng mà nó không ngon. Nó phiều phào nè. Nó không ngon. Bỏ vô nó mềm mội. Nó mềm nhưng mà em bỏ gần cuối á, nhưng mà nó mềm nhưng mà nó có thơm, nó thơm lắm. Rồi cái hột mít này lùi cho ăn. Đó. Đây ăn ngon rồi đi ngủ. Bỏ vô nồi cơm cũng được. Lùi cho ăn no đi ngủ. No đi ngủ. Nấu cái này là mình không có vớt bọt nha. Cái bọt này là nước cốt dừa không à. Chuối chín này mình bỏ khoai với lại sake vô. Còn mít thì gần nhắc xuống mình mới bỏ. Bỏ sớm quá nó gã rụt rồi hết. Thấy ít gốc ruột cũng nấu găng nồi. Ừ. Nói cái ít mít. Bỏ muối hơi nhiều một tí chứ không phải như nấu chè dặn, nấu chè dặn chút. Này là hầm bỏ muối nhiều đúng không? Bỏ muối nhiều á, ăn mới ngon. Bỏ bột khoai với bột bán vô. Cái
quay này, rồi cha mới quay được. Đây cũng được. Quay được phép mà. Ba cục bự quá hả? Mình bỏ đường vô. Khoai nó hơi gã rồi đó. Phải cao mình bỏ hơi sớm. Bỏ mít vô đi. Hử? Bỏ này vô trước, bỏ mít. Cái mít là thơm bát ngát, khỏi cần lá dứa lá gì. Rồi chờ cho nó chờ cho nó sôi lên rồi mình nhắc xuống. Cái này chè Việt Nam, cái này hầm hầm Việt Nam. Cái này đúng mới ra là có bí gợ nữa. Dẻo dẻo. Rồi còn mấy hộp mít mình bỏ vô, mình lùi cho luôn. Chung ăn mấy chén đây. Mấy chén. Ngon quá. Ngon chiều ăn mới ngon nè. Ngồi vậy cảm chiều, ơn. Vừa trời mưa quá mát. Trời ăn cái này. Lu, làm gì ta làm ra mà đồ gừ mà xuống. Giỡn vậy đi. Mùi bát ngát luôn. Béo ngọt. Món này chống chỉ định cho những người giảm cân. Vừa ngon béo. Vừa ngon béo à. Ông nào ăn không? Không mít lùi cho. Thì nó lại xinh nha, thơm lắm nha. Có hồn mà nó muốn khét luôn rồi. Nóng không nhìn chín? Khét luôn rồi. Nóng. Nóng lắm rồi, nó khét rồi. Coi hộp nào còn ăn được không? Khét nhạt. Nãy giờ đi khá tung rồi nè. Mua đậu phộng hả? Mua đậu phộng. Đậu quá, đậu quá. Khá tung rồi nè. Ông có học điều không ta? Học điều không? Không phải giỡn nữa. Làm gì khác trời? Có trông luôn. Khác rồi, thất bại rồi. Nãy giờ đi chợ quên. Nãy giờ quên thất bại đậu. Thành công có mạng. Thất bại rồi một. Ừ, trái của mình thắng được à. Hộp của mình thắng được chứ lộn. Cho em ăn với. Cái này có ăn sao được. Ơi. Được rồi. Nhìn ăn được có 1 miếng à. Nó ăn đóng quá. Béo béo à. Chân đem vô như cha. Đóng ngát. Cái đen thì nó đắng rồi. Còn cái bột này nè, nó bột này nó béo à. Chết. Này bữa nào ăn nhiều nhiều á, luộc ăn. Chơi luôn chơi hả? Chơi luôn ai chơi quay? Chơi quay nữa. Hết 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 hết, hết mưa rồi, giờ tới nắng rồi. Mưa chưa kịp ăn á, tới nắng rồi. Mưa bất chợt. Thank you.
Sẵn cho em luôn. Làm gì chung? Con cho em về hai mắt không sáng đực lên nè. Đực lên nè. Mất bên chị Sơn á. Nhà đó. Nãy cưa cây gì anh hai? Xua đũa. Xua đũa à? Cây bự quá, cua ổn như ta. Làm hàng rào hả? Mẹ. Ủa cưa xong về mình tháo hết vậy đó hả? Tháo ra chuồng nó ra nung trống cho nó sạch, đóng giờ nó hả mẹ? Thiếu giờ. Hai năm nữa không? Giờ này trời đang chuyển mưa ghê gớm quá các bạn ơi. Quá trời gió luôn rồi. Chuyển mưa gió quá xá luôn rồi. Ở dưới quê lúc này là sáng nắng, là chiều mưa. Nhiều khi á, một chút xíu mưa, một chút xíu nắng, một chút xíu mưa, một chút xíu nắng vậy đó. Mùa mưa ở dưới quê là vậy, buồn lắm. Thường mà mùa lúa là bây giờ gặt xong rồi bán cho thương lái liền. Còn ngày xưa là phải đem về phơi cực lắm. Mới giờ đem ra phơi là mưa, mưa rồi đem vô, mới rồi đem vô, trời nắng rồi đem ra. Bây giờ vừa gặt xong là có người ta mua, thương lái người ta mua về người ta sấy luôn. Cái vỏ chưa có vàng hung nhưng mà ở trong nó vàng rồi. Ừ. Tại vì lửa nó ghiêu ghiêu quá. Chứ mình làm lửa áp là ở ngoài nó khét, trong nó chưa vàng. Nãy bếp ba vỏ dừa nhiều. Mưa lớn tới. Hồi đó về đó lúa mùa này là cực lắm. Về lúa chờ gió tới nghe mới về. Rồi. Lấy hai cái chiếu nhập lại quất phạch. Ủa ngồi vậy. Hồi đó em xúc húng mà. Xúc húng đứng trên cái ghế đổ vậy nè. Gió đổ một cái trời, thí dụ như không có gió rồi sao, không có gió rồi phải lấy cái chiếu người ta đập lại. Hay biết. Ở đó nhà em cứ chờ gió tới thì về, ngưng gió thì mình cũng ngưng luôn. Trời, ta lấy chiếc chiếu nó nhập lại rồi đó. Ta đập phạch như thế đó rồi, không có gió. Làm gió hả? Ừ. Thôi mưa quá rồi, vô thôi. Vô mình ăn cái món này mới trời mưa mới hấp dẫn. Năm ngàn đâu rồi, 10 ngàn. 50 ngàn. Quá trời, bữa nay mưa gió rồi các bạn ơi. Cũng khiếp luôn rồi. Tối thui luôn.
anh. Chén của anh đâu? Còn má không ăn hả? Anh ăn tô à? Anh đi lấy chén. Má không ăn đâu. Sao mình làm phật tích có bổ bổ? Sao biết anh phẩm chứ nữa? Thấy ăn không? Anh đi lấy chén. Rồi mời các bạn dùng nha. Người ăn chén. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Còn 4 tô luôn là em hả? Hết chén. Còn chưa rồi mà. Mà con có ăn chuối không? Hay là ăn khoai đồ không? Ăn chuối. Ăn chuối là không ăn khoai. Ăn khoai hả? Vậy là chuối không à, chứ không có gì hết trơn. Chuối với phai, không ăn phai thì còn chuối không à. Không ăn phai luôn hả? Trời đang mưa. Làm gì quen. Cảm giác thế nào Nhi? Trời ơi, cũng ngon. Ngon, thơm béo. Ngon, vừa ngon béo. Vừa ngon béo. Vừa ngon béo. Ai vừa thơm béo. Ngon béo, vừa béo nè. Chị Hai mưa quá, chị Hai không lên được rồi. Đấy, chừng không thấy đường, ráng. Đứng ở chùm mệnh quay. Ô, quay. Mít hả? Ủa, chén của anh không có mít. Dạ. Rồi chén mà không mít rồi quay nè. Không phải ăn mít. Mà chén không có mít. Nguyên nhảy ra chừng không thấy đường té sàn Nguyên. Mới gan là nó giòn lắm. Để vài bữa là nó mềm ăn ngon. Thường ăn này anh không phải ăn chuối nhiều, ăn chừng nửa trái à. Khoai với lại ăn bột bán á. Khoai ăn bột bán nó ngon. Ăn từ từ mà hưởng thức. Phải kiềm chế lại, không rồi. Ăn nữa hoài. Mít nó thơm, đậu phộng nó thơm. Chuối nó ngọt nè. Thôi. Khoai. Khoai nó béo. Khoai ăn bột bán à. Ăn vớt cái nước này vậy nè nó ngon.
Rồi cảm ơn các bạn xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Khói bếp tàn cho. Trời mưa dầm này trời nó rất là lạnh. Mình đứng kế bên cái bếp này nó ấm lắm. Trời mưa này nó mát trời mà củi không có, củi ngoài vườn nó ướt mà không có. Này mình đang nấu nước để châm bình thủy nè. Cái ấm này không có cái đồ che này á. Nấu cái khói nó đóng lên tới trên đây luôn. Ba cái tàn cho nó bay. Mình chụm gió dừa thì cái tàn cho nó nhiều, mình thổi á. Còn nếu mà mình chụm mình không thổi thì cho nó cũng không có bay. Hôm nay mưa dầm luôn rồi.